Vũ Ngọc Ánh và cô Hiền Minh xin được chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình Nhâm mà ngon. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần vào lúc 11:50 trên đài truyền hình Vĩnh Long 1. Ui ạ, ai ạ, đau bao tử quá. Chắc là bỏ bữa ăn phải không? Dạ, mấy hôm nay cô con ngày nào cũng phải đi quay rất là sớm luôn, mà lúc đó thì hàng quán người ta chưa có mở cửa, cho nên là con ngày nào cũng bỏ bữa ăn sáng dẫn đến đau bao tử luôn rồi. Thì hôm nay hãy vào bếp với cô Minh sẽ hướng dẫn cho một cái món nhanh mà ngon. Dạ, thì hôm nay mình sẽ nấu món gì vậy cô? Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì hấp, một cái món mà rất là dễ, mình có thể mua sẵn đồ hết trong nhà và khi nào muốn ăn là mình lấy ra làm thôi. Cô? Bánh mì này là mình có thể mua để sẵn ở trong tủ lạnh hoặc là tủ đông trước 1 hay 2 ngày đều được hết, rồi khi nào mình muốn ăn là mình lấy ra. Wow, tiện lợi quá. Vậy thì đầu tiên mình sẽ làm cái gì trước ạ? Việc đầu tiên thì cô sẽ nhờ Ánh cắt giùm bánh mì, còn cô Minh sẽ bào củ sắn cũng như bào cà rốt, và lúc đó cô Minh sẽ xào cái phần nhân lên rồi dạ. Mình sẽ hấp nha. Dạ, tuân lệnh cô. Rồi. Đây, cô sẽ lấy cho con dao này để cắt nè. Rồi, dạ. Cái bánh này á, thì đưa cô chỉ cho ha. Dạ. Mình sẽ cắt nó ra làm 3 dạ. Để cho mình sẽ dễ cắt hơn. Dày. Nè, sau mình lát rồi mình cắt thêm phần này. Dạ. Còn cái này thì mình sẽ chẻ làm đôi. Đây, đây, con rồi, cho. Đây cô mình chẻ một miếng cho biết dạ. Trước ha. Rồi, bây giờ cô mình sẽ bào củ sắn nha. Dạ. Rồi, sau đó thì cô mình sẽ bào một ít cà rốt thêm. Tại vì có thêm một vài cọng cà rốt nó đỏ đỏ xa thêm đó, thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Cà rốt thì mình không cần quá nhiều, chỉ cần một ít thôi. Rồi bây giờ thì cô mình sẽ phải chuẩn bị một cái chảo nè Ánh nè. Dạ. Và mình sẽ xào cái phần nhân lên nha. Rồi mình sẽ đổ vô đây một ít dầu để cho chảo nóng lên. Mình sẽ phi hành tỏi lên ha. Dạ. Cô mình sẽ cho vào đây là khoảng chừng cỡ 1 muỗng canh hành tím băm. Rồi 1 muỗng canh tỏi băm. Con cần sẵn thịt. Rồi, cảm ơn Ánh. Cái món ăn này là cái món ăn mà hồi trước á, là lúc của mình còn nhỏ á, dạ. Là người ta bán vào buổi sáng cũng như là buổi xế. Thì là đi học là thấy người ta bán ở dọc đường vậy đó. Dạ. Là chỉ mong á, là buổi sáng ở nhà mẹ cho tiền để đi ra đó ăn sáng những cái món như thế này. Nhưng mà cái món này đối với con rất là lạ luôn. Lần đầu tiên con nghe đến. Ủa món bánh hả? Mì hấp. Dạ, con chưa bao giờ ăn trong đời luôn. Cô mình sẽ ướp vào đây nè. Khoảng mình một có cho muối không ạ? Có, mình sẽ cho vào đây một tí xíu hạt nêm thôi. Và một tí xíu muối nữa. Đâu, con cầm cho con ít. Rồi. Trời, có Ánh đứng kế bên á. Làm đỡ ghê luôn á. Dạ. Đó, mình xào cho thịt xăng lên nè. Rồi đây, mình sẽ bỏ nè củ sắn cũng như là cà rốt vào đây. Đó, mình sẽ đảo cái món này lên. Thơm quá. Đó. Còn mình rất là thích cái ăn cái món này và nó cũng là một cái món mà gắn liền với tuổi thơ của cô Minh đó. Dạ. Rồi mình sẽ bỏ nhân ra tô để chút nữa mình lấy vào ăn cho nó nhanh hơn và gọn gàng hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ hấp nha. Bánh mì mình chỉ cần để vô đây như vậy ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ pha nước mắm. Mà nước dạ. Mắm thì cô Minh sẽ pha là bằng nước dừa nha. Dạ. Mình sẽ cho vô đây là khoảng chừng cỡ 400ml nước dừa nè. Coi nếu như nhà không có nước dừa thì mình thay bằng nước đường được không cô? Mình sử dụng bằng nước nước máy của mình dạ. Bình thường vẫn xong được. Mình tăng cái lượng đường nó tăng lên thêm tí xíu. Dạ. Rồi mình sẽ cho vô đây là đường nè. Nó khoảng chừng cỡ 70-80g đường là vừa đủ. Dạ. Rồi mình sẽ cho vô cái lượng nước mắm nó cũng tương tự như vậy luôn ha. Rồi, Ánh ơi, anh dạ. Giúp giùm cho cô Minh là nặn trái chanh ra chút mình sẽ bỏ vô nha. Dạ. Qua những lần mà con thử nấu những món cô Minh hướng dẫn con ở nhà thì con phát hiện ra là cái công thức nấu nước mắm của cô Minh á là ăn cái món gì cũng hợp, ăn cái món gì cũng ngon. Rồi, bây giờ là nó sôi lên thì cô Minh sẽ tắt bếp và cho ra ngoài luôn ha. Dạ. Rồi phần chanh là khi nào chanh là lát vô? Hồi nó nguội thì mình sẽ cho vô. Rồi bây giờ bước kế tiếp á là còn một cái việc cuối cùng quan trọng đó là làm gì biết không? Là mỡ hành. Đúng rồi. Mà mỡ hành á thì là Ánh đã theo với cô Minh mấy lần rồi là mình dạ. Biết là mỡ hành làm như thế nào rồi đúng dạ. Không? Đó chính là cho thêm một ít dầu vô đây trước, sau đó đun sôi dầu lên rồi cuối cùng đổ vô, thì lúc đó thì mỡ hành của chúng ta sẽ giữ được cái vị xanh rất là đẹp của hành. Đúng rồi, vậy là nhớ bài lắm luôn rồi đó. Dạ. Ánh ơi, bây giờ là mình sẽ làm dầu hành nha Ánh ơi. Dạ. Rồi cô Minh sẽ rót vào đây một ít dầu nè. Dạ, cho con thêm miếng. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây. Mình sẽ cho miếng nước chanh vô luôn nha. Yeah.
Mình có cho ớt sắt vô luôn không? Có, mình sẽ cho ớt vô luôn. Đây. Đây. Trời ơi. Wow. Rồi, đã đầy đủ hết rồi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy bánh mì ra nha. Ừ. Nhìn hấp dẫn quá cô Minh ơi. Giờ mình ăn sao cô Minh? Dạ, chỉ cần cầm này rồi chấm ra đây ăn hết không cô Minh? Mình sẽ phải lấy rau salad giống như vậy nè ha. Coi cô Minh sẽ làm nè. Dạ. Ảnh xem nha. Mình sẽ lấy lên một miếng bánh mì đã có. Dạ. Thịt để lên trên rồi á. Xong mình sẽ cuốn lại. Sau đó chấm nước mắm thưởng thức thôi đúng không đúng cô Minh? Đúng rồi, như vậy là mình sẽ chấm vào nước mắm thôi. Dạ. Ôi, bánh mì nó dẻo dẻo mềm mềm quá ha. Đúng rồi. Nó thêm cái củ sắn ngọt ngọt đi chung với một ít thịt nữa thì nó rất là nó hòa quyện lại với nhau. Dạ. Cách ăn thì giống bánh xèo nhưng mà khi ăn vô thì mang một cái mùi vị rất là đặc trưng. Cô biết không, trước giờ nói đến bánh mì thì trong đầu con chỉ liên tưởng đến bánh mì kẹp thịt thôi. Tại vừa nhanh vừa tiện lợi. Mà nhờ cô ngày hôm nay là con mới biết được thêm món bánh mì hấp. Ăn cũng vừa ngon mà vừa nhanh vừa tiện lợi và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Nhờ cô mà kể từ ngày hôm nay con sẽ không phải sợ là sẽ phải nhịn đói đi làm nữa. Tại vì cách làm của nó rất là nhanh, rất là tiện lợi mà vẫn ngon đó cô Minh ha. Đúng rồi. Cho nên quý vị khán giả ơi, để biết thêm được nhiều món ăn với cách chế biến vừa nhanh mà vẫn ngon thì quý vị đừng quên đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Vũ Ngọc Ánh và cô Hiền Minh được chào và hẹn gặp lại. Khi mình xào á là mình phải xào kỹ cho thịt săn cũng như là ra hết cái nước ở trong thịt á. Dạ. Thì khi đó đó cái thịt của mình ăn nó mới thơm. Còn nếu như mà mình để mà thịt nó chưa kịp chín á, xong mình bỏ hết rau củ vô thì cái mùi thịt nó sẽ không được ngon. Dạ.